Hà Đăng xin chào bạn. Sau đây Hà Đăng xin giới thiệu các bạn ghế dàn di. Đây. Ghế này ghế có 3 kích thước. Ghế nhỏ, ghế nhỡ và ghế đại. Hiện tại Hà Đăng giới thiệu các bạn là cái ghế đại. Chiều rộng của ghế đây các bạn. Chiều rộng của ghế là 38. Đấy, mặt ghế thì có một túi phụ các bạn đựng điện thoại hoặc là đựng đồ nhỏ gọn các bạn để cạnh khi ngồi. Đấy, túi phụ đây bộ khung của ghế thu gọn là sẽ gọn mà trọng lượng tầm một cân rưỡi đấy các bạn. Ghế này ghế đại to gần 40 phân, gần 40 cm, ngồi tựa thoải mái. Chiều dài tổng thể của ghế là 65 cm. Chiều ngồi các bạn nhé, chiều ngồi các bạn là 47 cm. Chiều tựa đây, chiều tựa lưng của các bạn từ mặt ghế lên là đi 28 cm. Rất tiện. Gấp vào các bạn đút vào túi. Đây cái túi mang đi của nó đây, có quai đeo luôn. Vừa rồi Hải Đăng Huyền Sinh đã giới thiệu các bạn là ghế dàn di có 3 kích thước. Đây, giới thiệu các bạn là kích thước to nhất. Hải Đăng Fixing xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fixing.